Cố lên, cố lên. Được rồi, mình sắp thoát khỏi nơi đáng sợ này rồi. Đi mau. Không ổn rồi, mình gục mất. Vợ, em nhìn kìa, ở kia có gì đó. Là một con gấu bông. Còn mới thế này mà bỏ đi, phí quá. Mình mang về cho con gái vậy. Đã xong. Hả, cái gì, nó đâu rồi, đâu rồi? Thoát rồi ư? Không. Đã thế, đừng trách ta độc ác. Đây chính là chuột virus. Hãy đi gieo rắc nỗi sợ hãi này đến nhân loại cho ta. Ôi trời đất, quỷ thần thiên địa hộp dịch lộ mới. Ở đâu ra mà lắm chuột thế này? À, đau quá. Cẩn thận. Này, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tránh ra, tránh ra. Không uổng công ta ngày đêm nghiên cứu mà. Ngươi, ngươi nữa, đi bắt hết gì, về đây mau. Thế giới này sẽ thuộc về ta. Hả? Zombie. Nguy hiểm quá, hai mẹ con, mau trốn đi. Chúng ta hãy trốn vào đây thôi. Bố đang bị chúng tấn công kìa mẹ. Con ở yên đây, đợi mẹ nhé. Mẹ. Bỏ ra, đủ khốn kiếp, ông xã. Anh không sao chứ? Đừng. Bố, mẹ. Không, không thể nào. Bố mẹ bị biến thành zombie rồi. Đừng, đừng lại đây. Ngoài không, cứu. Cô chủ, tránh ra. Các ngươi đừng hòng làm hại cô chủ. Hết gì, bọn chúng tới kìa. Không, thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng, đừng mà. Ta nên chọn loại nào đây nhỉ? Đây rồi. Thay vì sợ hãi, mì phải cảm thấy vui mừng khi sắp được biến thành zombie mới đúng. Cắn nó cho ta. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bố, mẹ, đừng, con đây mà. Con đây mà. Đừng, đừng mà. Bố, mẹ. Cô bé liên tục gọi tên bố mẹ trong vô vọng. Đột nhiên chiếc vòng cổ bị mắc vào tay bố. Hai người nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Bỗng một loạt ký ức hiện về, khiến cho cả hai đau đớn dữ dội. Con gái, bố có quà cho con này. Con sợi dây chuyền là quà của mẹ. Con cảm ơn bố mẹ à. Con gái ngoan, ngoan, ngoan. Chúng ta về thôi. Nhớ lại được ký ức, bố mẹ dần hồi phục lại lý trí. Con gái, bố, mẹ. Bố mẹ xin lỗi. Cái gì? Hả? Ông định làm gì chúng tôi? Các người, sao các người lại trở thành người được? Cẩn thận. Sao lại không hoạt động thế này? Bắt hết lại mau. Ngăn chúng lại. Đúng rồi, mau biến tất cả họ thành zombie lại cho ta. Hết gì, cố lên. Mau đứng dậy, hết gì. Hả? Ranh con này. Ui da, các ngươi không thoát được đâu. Ngươi dám tấn công cô chủ của ta. Hả? Hả? Đừng. Hả?
đáng đời. Chiếc điều khiển đây rồi. Khi đập vỡ chiếc điều khiển, mọi khống chế đều biến mất. Ngay lập tức, zombie đồng loạt ngã xuống. Bố, mẹ, cô chủ, nguy hiểm lắm. Tuy mọi người không còn nữa, nhưng không chắc là mầm bệnh đã biến mất. Chúng ta không nên động vào. Không, đừng, đừng mà bỏ ta ra. Đó là bố mẹ của ta. Bố, mẹ, hai người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ngôi nhà này sắp đổ rồi, đi mau đi cô chủ. Không, bố, mẹ. Chán quá. Ơ, chuyện gì thế? Úi giời. Wow, hàm răng ấn tượng đó. Hả? Ôi không, ừ, cứu tôi với. Zombie, đứng lại, mi chị không thoát đâu. Phải làm sao đây? Bác cơ, tránh sang bên cạnh đi. Nhanh lên. U là trời, đáng sợ thật đấy. Búp bê, đi khỏi đây thôi. Không biết chuyện gì sẽ chờ đón bác cơ và búp bê tiếp đây. May quá, chúng ta thoát nạn rồi. Hả? Zombie. Đừng tới gần đây, thịt bọn ta không ngon đâu. Úi giời, chạy. Ôi trời ạ, à, thả ta ra mau. Hả? Sao thế này? Búp bê, mau giúp tớ. Cậu có sao không, ba cơ? Đi thôi. Đợi đã. Bố ơi, bố ơi, đợi tớ với. Bố ơi, bố, bố ơi. Ba cơ lo lắng liên tục gọi bố, nhưng vẫn không có ai hồi đáp. Không biết tình hình sao rồi. Bố cậu đâu? Tớ không tìm thấy bố. Ba cơ. Búp bê và ba cơ xem lại camera thì thấy bố đã bị zombie bắt đi. Zombie? Hả? Tớ phải đi cứu bố. Chúng mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng đã. Một lúc sau, búp bê tự tin bước ra với tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Tớ xong rồi. U là trời, cậu định nghênh chiến trong bộ dạng này sao? Rồi à, đưa tớ đi. Ơ, cameraman. Lúc này, ba cơ và búp bê tự tin bước đến sẵn sàng chiến đấu với những tên zombie độc ác. Không ngờ tụi bay lại tự dẫn xác tới đây. Cũng khá can đảm đấy. Khoan, cứ để tớ. Sao lại vậy chứ? Chịu thua đi. Ôi không. Dạ. Trúng rồi. Khá đó. Đáng đời. Các ngươi được lắm. Đến lượt ta. Hey, bác cơ. Ờ, cho cậu đấy. Cậu ngứa đòn có phải không? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Không cố ý này. Ui da, đau quá đi. Chạy thôi. Đuổi theo bọn chúng mau lên. Chắc chúng không đuổi tới đây đâu. Tớ mệt quá. Hả? Skibidi Toilet? Chuyện gì đấy? Ba cơ, đừng lo cho bố. Hả?
Bố ơi, bố. Ơ, hãy đợi đấy. Tại nơi giam giữ bố Barker. Yên tĩnh thật đấy. Chúng mình lên trên coi sao. Cẩn thận đó, đừng phát ra tiếng động. Ê, bố cậu kia rồi. Bọn con tới cứu bố đây. Cởi trói cho bố cậu đi. Tớ quên mất. Ôi không. Làm sao bây giờ? Hết đường chạy rồi nhé. À, để bố cản chúng lại. Bố ơi, hai đứa mau chạy đi. Không, đi mau, nhanh lên, bố sắp không trụ được rồi. Không. À, búp bê. À, Barker bất lực nhìn bố và búp bê bị zombie cắn mà không thể làm gì được. Không. Nhìn những người mình yêu quý đều bị hại, Barker cũng buông xuôi nhắm mắt chờ đợi. Bất ngờ chưa? Ủa, là sao? Mọi người, là chú ý của bố cậu đấy. Bố có biết con lo lắm không? Nín đi con trai. Happy Halloween. Trưởng thành là khi ta nhận ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh những người mình yêu quý. Hãy trân trọng từng giây phút bên họ nhé. Và một mùa Halloween lại đến rồi, cùng Quá Trang Để Biến ngày hôm nay thật đáng nhớ nào. Tại một ngân hàng. Xem nào, hôm nay có vẻ thu hoạch khá đó. Hả? Joker, mau đứng lại. Hãy chia ra chạy đi. Đứng lại. Cậu đi hướng kia nhé. Joker, mau đứng lại. Hây da. Ui da. Đau quá đi. Tiền của mình. Joker, người đã bị bắt. Về đồn thôi, mau lên. Ủa, dây giày mình tuột rồi. Người đứng im cho ta đó. Cơ hội của mình đây rồi. Hây da. Ôi, mình sắp ngã tới nơi rồi. Hả? Chóng mặt quá đi. Ngay lập tức, cả Barker và Joker ngã xuống đất rồi ngất liền. Mình đau đầu quá. Bực mình thật. Hả? Mũ cảnh sát. Cái bộ quần áo này nữa. Ôi trời ạ. Sao mình lại nằm đây chứ? Chuyện quá gì đang xảy ra với mình thế này? Hả? Sao mình biến thành Barker rồi? Joker trong thân xác Barker nhớ lại. Dạ. Mình đau đầu quá. Chẳng lẽ mình và Barker đã quán đổi linh hồn cho nhau rồi sao? Điều này thật thú vị. Chết rồi. Hắn bất tỉnh rồi. Mình phải rời khỏi đây đã. Hey! Barker, thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Không. Joker đã bắt được ngươi rồi. Để tớ áp giải hắn về đồn. Cậu vất vả rồi. Bye bye. May quá, hắn đi rồi. Dưới cơ thể này, ta có thể làm mọi thứ mình muốn. Joker trong thân xác Barker đang tuần tra trên đường thì tình cờ gặp được búp bê. Cảnh sát tuần tra nghiêm ngặt quá. Đứng im. Người đã bị bắt. Làm sao đây?
Thôi xong rồi. Ngươi, ngươi được lắm. Ê, ui. Đứng lại. Quay lại mau. Ta đâu có ngốc chứ. Lêu lêu. U là trời. Ngươi đã bị bắt. Thả ta ra. Ơ, cậu làm tốt lắm. Tất cả là tại ngươi đó. Joker trong thân xác ba cơ nhìn búp bê bị bắt đi mà không thể làm gì được. Tức thật, búp bê bị bắt rồi. Đau quá đi. Thật là xui xẻo mà. Tất cả là của mình. Ui da. Thôi kệ đi, đếm tiếp nào. Rồi à. Ông ra chỗ khác ngồi. Chỗ này an toàn rồi đó. Chuyện gì thế này? Ai đáp đá vào đầu của ông đấy? Ra đây mau. Ra ngoài coi sao. Hả? Kia chẳng phải là cảnh sát hả? Lính đỏ sao? Tao đây. Chạy thôi. Đừng chạy mà. Ui giời ạ. Ta là Joker đây mà. Sao hắn bám dai thế? Nè, đợi một chút, đừng chạy mà. Joker đây. Mệt quá đi. Ngươi phải tin ta. Ta là Joker đây mà. Ngươi đừng hòng lừa ta. Không, bình tĩnh nào. Mình phải nghĩ cách khác thôi. Đây rồi. Đứng im. Tôi xin đầu hàng. Cấm nhúc nhích. Ủa, ba cơ, sao mà cậu lại ở đây vậy? Ô, đi theo tớ nào. Rời à ba cơ. Người hãy đợi đấy. Cậu ở lại trong trường chúng cẩn thận nhé. Tớ đi tuần tra đi. Cậu yên tâm. Dừng lại. Ta là Joker đây. Ta sẽ cởi trói cho hai ngươi. Ngươi chuẩn bị nhận hậu quả đi. Hai ngươi hãy tin ta. Ta là Joker thật mà. Ta là Joker đây. Lừa trẻ con sao? Joker đằng kia kìa. Nói với mình sao hả? Có cách rồi. Sau khi Parker và Joker ngất đi, linh hồn của hai người đã quán đổi trở lại. Mình đang ở đâu đây? Hả? Sao mình lại bị trói chứ? Chuyện gì xảy ra thế này? Wow, cậu làm tốt lắm. Tôi là cảnh sát mà lại. Không! Cuộc đời này vốn luôn công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có thể đến muộn, nhưng nhất định là có. Gieo mầm thiện, ắt gặt được quả thiện. Còn gieo mầm ác, sẽ gặt nhân ác. Vì vậy chúng ta hãy sống đúng, vì ác giả ác báo không bao giờ trễ hẹn. Tên kia, đứng lại. Bắt được rồi. Ơ, ui da. Đầu của mình. Đứng lại, bye bye. Đứng im, ngươi đã bị bắt. Tôm, nói lời tạm biệt với thế giới đi. Bị lừa rồi nha. Nhện trắng đấy à. Tức thật, lại lập công rồi. Tôi đi trước đây nha. Hình xăm ư? Cậu ta mới xăm nó à. Tại trụ sở điệp viên. Buồn cười thật đấy. Ê, chào sếp à. Chào sếp. Ôi. Ôi, thôi chết. Cười gì mà cười. Không có một tí chuyên nghiệp nào cả. Cấp trên có lệnh, chúng ta phải bắt khẩn cấp tên tội phạm X. Đây chính là chân dung của hắn. Hắn là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Khả năng biến hóa rất khôn lường. Nhện trắng nghe vậy thì bắt đầu tưởng tượng. Đứng im. Người đã bị bắt. Ôi, ngầu phải biết. Tôi xin nhận nhiệm vụ bắt tên X. Nhện trắng sẽ được tham gia nhiệm vụ lần này với tư cách là phụ tá của Tôm. Lại là cậu ta sao? Hợp tác vui vẻ. Tiến sĩ, ông nói xem, tại sao cháu lại phải làm việc cùng tên Tôm đáng ghét kia chứ? Tiến sĩ.
cháu rất giỏi mà. Mà ông đang làm gì vậy? Cho cháu xem giới được không? Khoan, bây giờ chưa được, bao giờ hoàn thành? Ta sẽ để cháu xem. Ngài hứa đi. Ta hứa. Ở một nơi khác, tên tội phạm X đang xem giới thiệu về sản phẩm mới của tiến sĩ và có được kế hoạch gì đó. Ta sẽ quay trở lại sớm thôi. Cuối cùng cũng hoàn thành. Mình đã thành công rồi. Thế cơ à? Mau đưa đi. Cảm ơn ông vì đã giúp ta hoàn thiện bộ sưu tập sức mạnh tối thượng. Ngươi là ai? Ngủ ngon nha, tiến sĩ. Nhện trắng đã đụng độ ít ở cầu thang, nhưng cô lại chẳng hề biết. Tiến sĩ, ông có sao không? Có chuyện gì vậy? Là X. Tiến sĩ kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Nhện Trắng. Còn có cả hình xăm đặc biệt mà ông đã nhìn thấy trên người của tên tội phạm nguy hiểm. Hình xăm sao? Sợ mực dù. Xin chào. Chắc các ngươi vẫn còn nhớ ta chứ? Không ngờ ngươi dám xuất hiện ở đây một mình. Hãy mau vô tay chịu trói đi. Các ngươi nghĩ ta đến đây mà không chuẩn bị gì sao? Đừng coi thường ta. Cái gì? Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự là như thế nào. Hắn lại đi, mau lên. Vô dụng thôi. Ngươi dám cướp phát minh của tiến sĩ thì sao? Dừng tay. Ngươi đã thất bại rồi X, hay đúng hơn là Tôm. Tôm, sao ngươi biết? Hình xăm kia đã tố cáo ngươi. Thì sao là thế? Vậy thì có làm sao chứ? Các ngươi lấy gì để cản ta? Nhận lấy này. Hắn mạnh quá. Nhện trắng. Một lũ yếu đuối. Nhện trắng, bắt lấy bao. Cảm ơn ngài tiến sĩ. Nhện trắng hấp thụ sức mạnh của hớt, biến thành siêu hớt khổng lồ, khiến Tôm khiếp sợ. Nhện đây. Cái gì? Hãy xem đi. Vậy là nhện trắng đánh bại được Tôm và cứu được mọi người. Hãy chờ đấy, ta sẽ còn quay lại. Cháu làm được rồi tiến sĩ. Ôi không. Con người trưởng thành qua việc trải nghiệm. Nếu họ đối diện được với tất cả biến cố bằng sự trung thực và dũng cảm, thì họ sẽ làm được những điều mà người khác nghĩ là không thể. Hãy cứ làm những gì bản thân cho là đúng để có thể chạm tới ước mơ vào một ngày không xa. 3, 2, 1, bắt đầu. Yahoo! Nhất định anh sẽ là người chiến thắng. Yeah, mình đúng là nhà tiên tri mà. Leo leo, em thua rồi. Bực thật. Phần thưởng đây rồi. Ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng rơi xuống. Bên trong là một chiếc hòm kỳ bí. Bên trong có gì nhỉ? Sao lại trống trơn thế này? Chẳng có gì cả. Hai đứa ơi, xuống rửa tay ăn cơm. Các con ơi, ăn cơm, đi thôi. Để em đi trước. Chờ anh với. Đột nhiên, một bóng hình thần bí xuất hiện. Có vẻ hơi nhạt. Thêm chút muối nào. Hả? Lọ muối đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy mình để lọ muối đây mà. Có trò vui rồi đây. Đi nào. Để xem ngươi có ngủ nổi không. U là trời. Heo mùi khiếp quá. Thả lại ngươi này. Ôi trời, nước ở đâu vậy chứ? Tiếng gì vậy? Ai đó? Ai ngoài cửa vậy? Đột nhiên, đèn trong phòng vệ sinh chớp tắt liên tục, khiến Jem rất sợ hãi. Cậu vội vã mở cửa ra ngoài. Ma! Ui da! Anh đi đứng kiểu gì đấy hả? Nhà mình có ma. Nó ở trong này đấy. Em có thấy gì đâu. Ma đâu ra? Nó giữa đây mà. Anh đúng là đồ nhát gan.
đỡ anh với. Sao tự dưng mình thấy lạnh thế nhỉ? Trò hay vẫn còn ở phía sau. Nhột quá đi. Ai vậy cụ lét mình vậy? Chuyện gì thế này? Xin chào. Trộm, dám ăn trộm này, dám ăn trộm này. Con à, có chuyện gì sao? Bố ơi, nhà mình có trộm này, ăn trộm này. Con bắt được nó rồi. Hả? Con có thấy gì đâu. Bố cũng vậy. Thôi thôi, con đừng làm trò nữa. Kệ em nó đi. Bố ơi, nhưng mà nó ở ngay đây mà. Ây ôi, lạ thật. Đau quá đi. Hóa ra My là con ma anh Trâm đã gặp. Tại sao My lại tới nhà ta trêu chọc mọi người hả? Ta buồn quá, không có ai chơi với ta. Mà ngươi ở đâu chui ra vậy? Chính cô thả ta ra mà. Ta? Em gái nghi hoặc nhớ lại lúc mình mở chiếc hộp phần thưởng. À, nhưng ngươi đã làm gì sai để phải chịu phạt? Chỗ kia nữa. Em gái hí hửng sai bảo con ma dọn dẹp nhà cửa. Sạch rồi đấy. Lao bên này nữa. Nhanh lên. Một thời gian sau. Lên đi. Chơi gà thế nhỉ. Hôm nay mình trúng mánh rồi. Ấy chết. Đóng cửa lại đã. Mình quả là may mắn. Yes! Ủa? Bị phát hiện rồi. À! Trộm! Ngoan ngoãn cho ta nào. Để xem có gì nào. Lại để ta phải ra tay rồi. Yên nào. Tránh ra, ta đang bận mà. Rời à? Chóng mặt quá. Từ giờ đừng có làm việc xấu nữa nhé. Đột nhiên một ánh sáng xuất hiện chiếu lên người con ma. Chuyện gì thế này? Ngươi đã làm một việc tốt nên thượng đế cho ngươi một cơ hội để đầu thai. Mình phải đi rồi sao? Ta gửi trói cho mọi người. Tạm biệt, đã tới lúc ta phải đi rồi. Chúc ngươi gặp nhiều may mắn. Đây là chuyện tốt, con đừng buồn. Có câu nói rằng lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Người luôn sẵn sàng giúp đỡ ta mỗi lúc khó khăn hoạn nạn. Tình bạn diệu kỳ như thế đấy. Cảm ơn thời gian đã cho chúng ta gặp nhau. Dù có phải chia xa nhưng tình bạn ấy vẫn mãi trong tim tôi. Tại vùng đất zombie. Đói bụng quá, dẫn cho thấy con mồi nào đi ngang qua. Cho anh xin miếng nhé. Wow, ăn nào. Trả đây, anh làm cái gì vậy hả? Cái đồ ngốc này. Đi nhanh. Anh biết rồi. Chạy đi đâu? Giả đồ ra đây, mau lên. Trong lúc chạy trốn, nhện mẹ đi vào vùng đất zombie mà không hề hay biết. Nơi này có vẻ an toàn rồi. Mẹ không thể đem theo con được nữa. Sợi dây chuyền này mẹ để lại, mong nó sẽ bảo vệ con được lúc nguy hiểm. Mẹ xin lỗi con trai, đây là mạng duy nhất con hãy sống sót nha. Mình không thể mềm lòng, phải đi thôi. Ui không. Anh xin lỗi mà. Hình như có tiếng trẻ con khóc. Đúng, ở hướng này thì phải. Sao không thấy nhỉ? Cái gì đây? Mở ra xem nào. Hên thật đấy, tự nhiên có con mồi béo bở thế này. Nhìn này, nhìn nó cũng đáng yêu đó chứ. Em bế đi này. Úi giời. Anh bế nó đi, nặng mùi quá.
Theo kịp trẻ em đấy. Bế đi. Ồn ào quá. Xem nào. À đây rồi. Anh tha cho nó đi. Không, không. Nhanh lên. Trời ạ. Sao số tôi khổ vậy chứ. Đứa trẻ nín khóc rồi này. Đem bế cho. Chờ anh. Vậy là hai sinh viên quyết định chăm sóc cho đứa bé đáng thương này. Ủa, cái gì đây nhỉ? Chắc thằng bé đói rồi. Anh đi kiếm đồ ăn đi. Ừ, nín đi nào. Đồ ăn về rồi đây. Wow. Của thằng bé mà. À nào. Ôi giời ạ, đợi anh chút. À, ơi, có đồ ăn rồi. Tèn tèn. Ăn đi nào. Đồ ngốc này, anh đi kiếm đồ ăn khác đi, nhanh. Đây. Trời ơi là trời. Cái này thì sao? Anh đúng là đồ ăn hại mà. Thương thương, con đứng đi nào. Cái gì vậy? Anh cất công mãi mới tìm được cái này đó. Chính là cẩm nang nuôi dạy con. Để em xem nào. À, em đã hiểu rồi. Cuốn sách này hữu dụng thật đấy. Đúng rồi, suýt thì anh quên mất. Bình sữa đây rồi, cho thằng bé ăn thôi. Tốt quá, thằng bé chịu ăn rồi này. Mình cùng bay nào, phiêu phiêu. 10 năm sau. Bố, cho con xuống đây đi. Chiêu chiêu, tôi muốn bắt được con đấy. Con trai, uống nước đi này. Bố uống đi ạ. Thôi con uống đi. Đã thật đấy. Buộc cái này lại nào. À, phía trước có một chú thỏ trắng kìa. Qua đó chơi thôi. Cuối cùng cũng xong rồi. Hả? Con trai đâu rồi? Con trai ơi, con đang ở đâu vậy? Con trai, qua kia tìm đi em. Trong lúc mãi đuổi theo thỏ trắng, Parker đã ra khỏi vùng đất Sumi mà không hề hay biết. Hả? Đây là đâu vậy? Hình như bị lạc đường rồi. Mình mệt quá, nghỉ một lát đã. Đột nhiên, có ai đó đi đến và dừng trước mặt Parker. Các người là ai? Ta tìm ngươi suốt 10 năm. Hóa ra ngươi trốn ở trong khu rừng trắm kia sao? Các người tìm nhầm người rồi. Tôi có quen mấy người đâu chứ. Dạ. À. Cuối cùng, sợi dây chuyền cũng thuộc về ta. Gì vậy chứ? Đại ca, cứu em với. Đừng hòng làm hại con ta. Ta không sợ ngươi đâu. Bỏ ta ra mau. Mẹ ơi, cắn ta đây. Mẹ. Không. Giờ tới lượt ngươi. Không được. Bố ơi, bố mau chạy đi. Không, ta sẽ cứu hai mẹ con. Không. Ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ với nhau. Mẹ ơi. Bố ơi. Gì thế này? Thả ta ra mau lên. Bố ơi, mẹ ơi, trời ơi, làm ơn có ai đó hãy cứu bố mẹ tôi với. Bố mẹ ơi, hai người tỉnh lại đi. Bỗng, mặt dây chuyền trên cổ bà cơ phát sáng và luồng sáng ấy bao trùm lấy hai bố mẹ zombie. Một lúc sau, họ bắt đầu tỉnh lại. Mình vẫn còn sống sao? Mẹ ơi, tốt quá rồi, bố mẹ không sao cả. Chúng ta về thôi. Con cái chính là món quà tuyệt vời nhất
mà cuộc sống này đã ban tặng cho những người làm cha làm mẹ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ mong con mình được sống bình an, khỏe mạnh lớn lên. Đó là một tình yêu thương vô điều kiện, dù cha mẹ không hoàn hảo, nhưng vẫn luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Con đứng lại cho mẹ. Mẹ ơi, hãy cho con đi mà. Học kém thế này mà con cũng đòi làm cảnh sát sao? Hả? Bố, anh có sao không? Để em kiểm tra xem nào. Anh không sao đâu. Hả? Đều tại mẹ cả đấy, tại con mới xảy ra chuyện này đó. Điện thoại. Tôi nghe à? Thưa sếp, tôi hiểu rồi. Tôi tới ngay. Bố lại đi rồi. Tại một khu đất bỏ hoang. Chân của tôi. Tiếp này. Ui da. Chuồn thôi. Đứng lại. Đứng lại mau. Đứng lại để người bắt sao? Ta không có ngốc đâu. Đi lớn đây. Do ném hụt rồi. Chóng mặt quá. Lâu thế nhỉ? Hắn kia rồi. Cảnh sát, chạy thôi. Tôi sẽ đuổi theo hắn. Cẩn thận đấy. Yên tâm, mọi chuyện để tôi lo. Ui trời. Đầu hàng đi. Không đợi nào. Đưa vali đi. Không, bỏ ra. Cơ thể của mình làm sao vậy? Thí nghiệm của ta. Có người tới. Chuồn trước đã. Ba cơ, cậu làm sao vậy? Ba cơ là hết trong đau đớn. Lúc sau một điều kỳ lạ đã xảy ra. Sao thế này? Cơ thể của cậu ấy. Ba cơ, cậu hãy mau tỉnh lại đi. Ba cơ. Đừng tới gần đây. Là bố đây mà. Kìa vợ, là anh đây. Ba cơ đây. Anh là ba cơ thật sao? Đúng, đúng là anh đây mà. À, sợi dây chuyền này chính là món quà đầu tiên anh tặng em vào ngày chúng ta hẹn hò. Anh đúng là ba cơ thật rồi. Ừ, con trai. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ngày hôm sau. Đi nào con. Xin chào. Trốn đi con. Định chạy à? Các người muốn gì? Cứu với. Cứu với. Mẹ ơi. Tại phòng khách, bà cơ đang đau khổ. Bởi vợ con vẫn chưa bỏ sự phòng bị với mình. Chợt có tiếng hét vang lên. Bà cơ ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy vợ con mình đang bị hai kẻ xấu bắt giữ. Đứng lại. Tại một bãi đất hoang. Cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra hành động. Đồng ý. Cậu đứng đây canh nha. Cứ đi đi. Rồi ạ. Đã bảo là. Hả? Hả? Cái tên này. Xuống mau. Có xuống không thì bảo. Không xuống này. Không xuống này. Ta nói người biết. Ta là du lì đòn đấy. Chịu thua đi. Tên kia. Dừng lại đi. Ta sắp không chịu nổi rồi. Còn ta là vua cù nách. Lo mi chưa nè. Đi thôi. Bố ơi, cứu con với. Con trai. Bố ơi, cứu em. Ba cơ, cứu em. Im ngay. Nếu không thì đừng có trách. Được đấy. Không. Ngươi. Wow.
Bố tuyệt quá, về đồn mau. Em xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy. Bố vẫn là người tuyệt vời nhất. Cả nhà mình về thôi. Yeah. Tình yêu của cha tuy thầm lặng nhưng chứa đựng tình cảm và sự hy sinh to lớn. Dù cha không hoàn hảo nhưng cha luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất. Vào một buổi sáng nọ, cẩn thận. Ba cơ, cậu có sao không? Wednesday không biết rằng Barker là một ma cà rồng, khi bộc phát sức mạnh sẽ biến thành hình dạng đáng sợ. Barker đã thầm mến cô bạn cùng lớp từ lâu. Cậu thầm mơ về một tương lai được cầm tay Wednesday vào lễ đường. Cậu sao vậy? Không có gì. Wow, cậu cho tớ cái này nhé. Trả tớ đây. Cậu không uống cái này được đâu. Thôi rồi, cậu ấy sẽ giận mình mất. Mong cậu ấy sẽ đồng ý. Tớ về đây. Ô, thư cậu ấy viết cho mình sao? Công viên 12 giờ trưa. Cuối cùng thì cơ hội của mình cũng đã tới. Wednesday ơi, tớ đến đây. Bà cờ tưởng tượng ra cảnh cả hai cùng đi chơi vui vẻ, nhưng cậu lại quên mất điều gì đó thì phải. Nắng ngư. Đúng rồi, mình ra nắng thì... Dạ. Nắng quá, nóng quá. Dạ. Bà cơ. Không. À, cơ thể mình, làm sao bây giờ? Mình không thể bỏ qua cơ hội này được. Cách gì đây, cách gì đây? Ngày hôm sau, sao mà cậu ấy chưa tới vậy? Ui da, mình sắp bốc cháy luôn rồi. Ơ, ai kia? Wednesday. Wednesday ơi. Biến thái. Ơ kìa, đợi đã. Đi đi, không tôi báo công an đó. Dừng lại, tôi không phải là biến thái. Có biến thái nào tự nhận mình là biến thái đâu chứ. Cứu giới, cút đi, cút đi. Đừng động vào tôi. À, dừng tay, là tới đây Wednesday. Ba cơ đây mà. Hả? Ba cơ? May quá, ở đây không có nắng. Sao ngày hè mà cậu ăn mặc kỳ cục vậy? Tớ bị dị ứng với ánh sáng. Hả? Cậu mặc nhiều thế này cơ á. Bỗng hai người trở nên ngại ngùng, chẳng ai dám mở lời trước. Tặng cậu nè. Cảm ơn cậu chuyện hôm trước nhé. Ơ, sao vậy? Cậu ngại à? Tớ đang giúp cậu nha. Không cần đâu. Hợp với cậu lắm, nhưng mà cứ thiếu thiếu cái gì đó. Ui không. Cậu có thích không? Thích. Thích lắm. Cậu thích là được rồi. Thôi tớ về trước đây, mai gặp lại. Thôi xong. Làm sao để gỡ cái này ra bây giờ? Mũi này, dám đốt ta. Ôi, mùi thơm quá. Bỗng cơ thể và cơ bắt đầu biến đổi. Thơm quá. Cậu làm gì vậy? Ba cơ, tôi là Wednesday mà. Cho ta cắn một miếng thôi. Ba cơ. Hả? Mình đang làm gì vậy? May quá, nó đây rồi. Tớ. Bà cờ rất lo lắng vì những chuyện vừa xảy ra. Bây giờ phải làm gì thì cậu ấy mới tha thứ cho mình nhỉ? Cướp, trả đây, mau trả đây. Ai giúp tôi với? Bỏ ra, con bé này đi lợm này. Còn lâu, xem đây. Tránh ra, là người ép ta. Không. Hả? Wednesday. Không. Ba cơ. Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu. Tớ là một ma cà rồng. Tớ biết.
Tớ biết từ lâu rồi, nhưng mà sao cậu lại làm như vậy? Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Cậu đừng khóc. Không, ba cơ. Không. Một thời gian sau, anh vào đây ngay cho em. Mình chưa muốn lấy vợ đâu. Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. Tình yêu cũng thế, nó không chỉ là một danh từ, nó là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. Phù thủy hắc ám luôn muốn tìm kiếm nguồn sức mạnh có thể biến hình thành vật thể nhằm phục vụ cho những việc làm xấu xa của hắn. Biết được Tom là người đang nắm giữ nguồn sức mạnh tối thượng đó, phù thủy hắc ám truy lùng cậu ở khắp mọi nơi. Liệu ý đồ của hắn có thực hiện được không đây? Chạy đâu cho thoát, bây giờ sức mạnh của ngươi sẽ là của ta. Hả? Hắn đâu rồi? Lại để hắn chạy thoát rồi. Để xem ngươi chạy được bao xa. Mình kiệt sức rồi, năng lượng cũng đã cạn, sắp không trụ nổi mất. Vừa dứt lời, Tôm ngã gục xuống đất. Sau đó, cậu hóa thành sợi dây chuyền. Đi bên này cơ. Không, bên kia, bên này, bên kia. Đột nhiên có một luồng ánh sáng kỳ lạ tỏa ra. Cái gì thế kia? Hãy qua đó xem thử đi. Wow, em muốn đeo thử. Khoan đã, mình có biết nguồn gốc của nó đâu. Đưa chị. Không, của em mà. Lêu lêu, em lấy được rồi. Không nghe lời chị này. Tay của mình. Chị dám sử dụng sức mạnh với em. Em ghét chị. Hả? Cậu là ai? Cứu giới. Do cơ thể quá yếu, vừa nói xong Tôm lại ngất đi một lần nữa. Tỉnh rồi à? Cậu gì ơi? Rốt cuộc cậu là ai hả? Tôm bắt đầu giải thích và kể lại mọi chuyện cho Băng và Quả nghe. Bây giờ sức mạnh của ngươi sẽ thuộc về ta. Hả? Phù thủy hắc ám? Chúng ta phải rời khỏi đây. Ơ kìa, quên mất, còn cậu ấy nữa. Đi nào. Cả Băng và Quả cùng cố gắng kéo Tôm đứng dậy mà không được. Sao cậu nặng thế? Tớ có cách này. Dứt lời, Tôm biến hình thành sợi dây chuyền. Cậu ấy thật đặc biệt đó. Thì ra ngựa đây. Ngay lập tức, phù thủy hắc ám biến hình rồi nở nụ cười gian xảo. Đi nào, thần kỳ thật. Xin chào, mình có thể làm quen với hai bạn được không? Ê, cậu ấy đẹp trai quá. Tớ là Quả. Chào cậu. Người đây rồi. Ơi, tay của tôi. Tớ xin lỗi cậu nha. Không có gì. Cô ta có sức mạnh, phải tìm cách khác thôi. Này, tớ có việc, hẹn cậu hôm sau ở đây nha. Ừ, tạm biệt. Dây chuyền đẹp đấy, mai cậu nhớ mang đi nha. Hẹn ngày mai gặp lại cậu. Về thôi. Ngày hôm sau. Đúng là đồ dại trai. Tớ đến rồi đây. Chào cậu. Có một nơi rất thú vị, cậu đi cùng tớ nha. Được. Quả vui vẻ đi cùng cậu bạn mới quen mà không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm. Ủa, sao cậu lại dẫn tớ đến chỗ này chứ? Ngươi sẽ biết ngay thôi. Ngươi là... Xin tự giới thiệu, ta là... Chị Băng, cẩn thận, hắn là phù thủy đó. Sao chị biết mà tới đây vậy? Muốn đấu với ta,
không dễ đâu. Chị Băng. Chị. Mau đưa sợi dây chuyền đây, ta sẽ tha mạng cho hai ngươi. Ngươi đừng hòng lấy được nó. Phải làm sao đây? Không. Đột nhiên sợi dây chuyền phát sáng, sau đó Tôm xuất hiện để lấy nguồn sức mạnh của tên phù thủy hắc ám. Cậu tỉnh lại đi Tôm. Tôm. Không. Quả. Người. Người. Tiêu diệt hắn thôi. Yeah. Ta không sợ các ngươi đâu. Hắn mạnh quá. Sợi dây chuyền sẽ là của ta. Làm sao bây giờ? Đừng lo. Tôm. Yes. Yes. Tôm. Để chị đưa cậu ấy về. Để em. Để chị. Để em. Ánh sáng của sự đoàn kết chói lọi tới mức có thể chiếu sáng cả trái đất. Ánh sáng của tình bạn rực rỡ tới nỗi chiếu thẳng vào trái tim của mỗi con người. Tình bạn luôn diệu kỳ như vậy đó. Chúng ta cùng sát cánh bên nhau, vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm. Thế mới là tình bạn chân chính. Bố mẹ ơi, nhìn con này. Con gái nhà mình xinh quá em nhỉ. Bố ơi, bố cho con tiền mua bút mới nha. Đây con gái, con mua luôn cửa hàng bút mà dùng dần nha. Con chỉ xin một tờ thôi. Bye ba mẹ, con đi học đi. Con bé nhà mình càng ngày càng xinh đẹp giống anh em nhỉ. Giống ai cơ? Giống em. Sao mình thấy chóng mặt thế nhỉ? Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mình ơi, mình đừng làm tôi sợ như mình. Mẹ ơi. Anh ơi, sau khi em đi, anh phải chăm sóc tốt cho Annabelle anh nhé. Anh hứa. Mình ơi. Một thời gian sau. Bố ơi, bố xem này. Để lúc khác đi con, bố đang bận. Bố. Em ngồi đây đi. Bố ơi, cô ấy là ai vậy ạ? Cô ấy sẽ là mẹ của con đó. Vậy là bố đã quên mẹ rồi sao? Bố chỉ biết bản thân mình thôi. Bố. Con ghét bố. Annabelle. Thôi anh đừng có buồn nha. Em sẽ luôn bên anh mà. Bố ơi, hôm nay là cuối tuần, bố cần mình đi chơi nha. Bố không đi đâu. Thực ra bố của Annabella chưa từng quên mẹ của cô bé. Ông một mình đau khổ ngồi ôm di ảnh của bà. Bố xin lỗi con gái. Bây giờ bố phải đi tìm mẹ con rồi. Con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nha. Bố ơi, sao anh đã bỏ mẹ con đi? Cẩn thận đâu rồi? Bà chưa gọi tôi. Ta có phải là người phụ nữ đẹp nhất trên cõi đời này không? Đúng nhận sai cãi. Đúng. Phải thế chứ. Nhưng mà sắp không còn như vậy nữa rồi. Annabella sớm sẽ thay thế vị trí ấy. Hả? Không được. Annabella thật xinh đẹp. Muốn tài trợ cho con bé đi thi hoa hậu kia đó bà. Người nói cái gì cơ? Tao vẫn nên trở về trong gương thì hơn. Ngươi trở lại đây. Bố ơi. Ngươi đi ra khỏi nhà đây cho ta. Annabella không nỡ nhìn căn nhà lần cuối rồi rời đi. Bây giờ nơi này là của ta.
Annabella đó hả con? Bà ơi! Nếu như cháu có bà đây rồi. Hả? Để cháu bóp vai cho bà nha. Bà thấy đỡ chưa ạ? Cảm ơn cháu. Mời bà ăn ạ. Cháu cũng ăn đi. Bà ăn thử cái này nữa đi. Từ khi ở với bà ngoại, cuộc sống của Annabella lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình thương của bà. Cô bé dần lớn lên và ngày càng xinh đẹp. Bà ơi, để cháu đấm lưng cho bà nha. Ủa là trời, cô gái kia xinh quá. Hello em gái. Bây giờ chắc chắn Annabella không thể nào lớn lên xinh đẹp hơn mình được. Chưa được đâu. Tầm này bà chỉ mới là á hậu thôi. Annabella mới là hoa hậu thực sự. Nhìn đây. Không thể nào như vậy được. Vậy thì ngươi không nên tồn tại nữa Annabella. Thợ săn chuyên nghiệp. Cái con muỗi này sao mà ế quá vậy nè. Đột nhiên có ai đó đang đến gần chỗ anh thợ săn. Ai đây? Ôi trời. Nhà ngươi có phải là tên thợ săn trong truyền thuyết không? À, đúng tôi nè. Ôi trời ơi. Có phải loại thú nào ngươi cũng săn được không? Ta có tài nghề lão luyện, hổ báo ta cần tất. Thế thượng đế muốn loại nào, bay trên trời hay đi dưới đất? Đi dưới đất, cụ thể là loại này. Loại này tôi không có chơi, bà đi tìm người khác đi. Wow. Người khác không có lợi hại bằng tôi đâu, tôi giận. Có thế chứ. Phớt tài to rồi bà Tuấn ơi. Ta ngụy trang đỉnh thế này ai mà phát hiện nổi. Ôi trời. May quá không ai thấy. Đúng địa chỉ rồi. Ủa sao thế nhỉ? Sao không lấy ra được vậy ta? Ui cha mà ơi, đau quá, kêu cái đầu rồi. Anh có bị làm sao không? Wow, quả đúng là mỹ nhân. Anh có bị đau chỗ nào không ạ? À? Em dễ thương thiệt đó. Mà anh tới đây làm gì đấy? Em cầm đi. Anh bỏ nghề rồi, bây giờ anh chuyển qua làm bảo vệ động vật. Có chuyện gì thế này? Anh nhớ mồm, nhớ mồm. Ôi trời ơi, tim mình đập loạn nhịp cá lên rồi. Tình yêu của mình. Anh thợ săn. Đồ ăn hại. Vậy thì ta sẽ tự ra tay. Đau quá. Xin chào các bạn. Ta ơi, ta có sao không ạ? Ta không sao. Ôi giò táo của ta. Cầm lấy đi ạ. Cảm ơn cháu. Ta có cái này tặng cháu nè. Quả táo này. Đợi bà chút nha. Cẩn thận. Úi trời ơi, bà hỏi cái gì nữa? Quả táo tẩm độc của ta đâu? Chính là quả. Annabella, bà tặng cháu nè. Cháu xin ạ. Yes, mình thành công rồi. Đau quá. Nhà ngươi tiêu đời rồi. Mẹ kế, sao nào, quả táo có ngon không? Từ giờ ta là người đẹp nhất rồi. Bà ta toi rồi. Mình ăn nhiều đầy bụng quá. Hả? Quả táo này. Đáng đời, ta cũng nên đổi chủ nhân rồi. Chủ nhân, đợi tôi với. Chủ nhân ơi, để ta quạt cho ngươi nha.
Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đây là một quy luật không thể nào thay đổi. Những người làm việc ác sẽ gặp báo ứng. Không sớm thì muộn, họ sẽ phải trả giá cho hành động do mình gây ra.